hoan chào đón một năm mới khởi sắc và nhiều hy vọng. Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng T-Production xin gửi đến quý khán giả cả nước không gian âm nhạc hấp dẫn, hoành tráng ngày đêm giao thừa Tết HTV. Chương trình là nơi quy tụ nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng cùng chuỗi hoạt động hội xuân đa dạng, mang màu sắc văn hóa truyền thống. Bên cạnh được thưởng thức các tiết mục âm nhạc, khán giả còn được lắng nghe chia sẻ của các nghệ sĩ về hy vọng cho một mùa xuân mới bình an, nhiều sức khỏe. Trải qua nhiều biến động, sức khỏe chính là điều quý giá mà ai cũng mong muốn gìn giữ. Và cách gần gũi nhất trong dịp Tết chính là lựa chọn những bữa cơm gia đình đầy đủ dinh dưỡng, quây quần bên nhau vừa ấm áp vừa lành mạnh, hay tặng nhau những món quà bảo vệ sức khỏe từ các thương hiệu uy tín toàn cầu để cùng nhau đón một năm mới an lành, khỏe mạnh. Đan Trường xin phép được gửi lời chào tới tất cả khán giả và các bạn. Đan Trường hy vọng là năm 2022 mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, mọi người sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để mà hướng tới một cái tương lai, một công việc tốt đẹp. Xin chào quý vị khán giả của Tết HTV. Năm mới này thì Duyên rất là hy vọng là tất cả mọi người sẽ giữ được một cái sức khỏe nè, luôn bình an, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Duyên nghĩ sức khỏe và sự bình an trong tâm là cái điều quan trọng nhất, cũng như là đạt được nhiều những cái thành tựu cho riêng bản thân mình. Chúc ai cũng mong là mọi người sẽ giữ gìn sức khỏe, sống thật là vui, khỏe, có ích. Và đặc biệt chúng ta hãy dành nhiều thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn. Hy vọng rằng trong năm tới tất cả chúng ta sẽ có thêm nhiều cơ hội hơn nữa, được làm những điều mình thích và may mắn hơn và thành công hơn, đúng không nào? Tinh thần của anh luôn luôn là một người lạc quan lắm. Thành ra anh tin là những cái điều mà xấu nhất đó thì nó qua rồi. Dù gì nữa thì mình tất cả chúng ta cũng sẽ đón một cái Tết sung túc nhất. Cho nên là mình mong rằng là chỉ cầu mong một điều duy nhất thôi là sức khỏe cho tất cả mọi người thân yêu trong gia đình và mọi người. Mình thì chỉ mong là tất cả mọi người vẫn luôn giữ vững được cái tinh thần, ý chí mạnh mẽ, gặt hái được những cái thành công lợi lạc trong cuộc sống và trong cả tình yêu của mình. Có một điều mà bọn mong muốn trong năm mới đó chính là luôn có một cái sức khỏe thật là tốt và luôn luôn giữ một cái tinh thần thật là lạc quan dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Mình Hằng nghĩ là sau tất cả thì tất cả chúng ta đều hướng đến một tương lai tốt đẹp. Thì Hằng nghĩ là tất cả những dự án đó cũng sẽ được hồi phục một cách nhanh chóng, bởi vì trong tất cả chúng ta đều mong có một cuộc sống dần ổn định trở lại. Mình rất mong cho tất cả mọi người, tất cả chúng ta sẽ đón một mùa Tết thật là vui vẻ, thật là ấm no. Công việc của mọi người sẽ thật là tiến tới và tất cả mọi thứ sẽ thật là kiểu phát đạt. Hồ Quỳnh Hương xin được gửi tới tất cả quý vị khán giả của chương trình Tết HTV một năm mới an khang thịnh vượng và mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta. Xin mời tất cả quý vị hãy đón xem chương trình Tết HTV được phát sóng vào lúc 22 giờ đêm giao thừa. Và khán giả ơi, hãy nhớ đón xem Tết HTV trên kênh HTV7 vào lúc 22 giờ đêm giao thừa nhé. Mọi người ơi, mọi người hãy đón xem chương trình Tết HTV trên kênh HTV7 vào lúc 22 giờ đêm giao thừa mọi người nhé. Chúc mừng năm mới. Đó cũng như lời nhắn nhủ của chương trình muốn gửi đến quý vị khán giả. Và đừng quên đón xem Tết HTV vào lúc 22 giờ đêm giao thừa ngày 31 tháng 2 năm 2022 trên kênh HTV7.